Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Bình Triết đến thăm chúc mừng Ban Dân vận Thành ủy nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, ngày 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Lương Nguyễn Bình Triết gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Dân vận Thành ủy và những người làm công tác dân vận trong toàn thành phố. Ghi nhận đánh giá cao Ban Dân vận Thành ủy, khối dân vận nói chung đã quyết liệt sáng tạo, có nhiều đổi mới trong phương pháp, tạo hiệu quả cao cho công tác dân vận của thành phố trong thời gian qua, nhất là hoạt động liên quan đến công tác dân vận khéo, dân vận chính quyền. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn trong thời gian tới, Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời xây dựng những kế hoạch để khắc phục những hạn chế tồn tại trong công tác dân vận để tạo lòng tin, sự đồng thuận trong dân dân, đảm bảo xây dựng phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp, an bình.